Thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ là một trong những thôn đầu tiên của huyện về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Để đạt được thành quả trên, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến gần 12.000 m2 đất để làm đường. Con đường dài trên 3,5 km, rộng 8 m, nối từ đoạn đường DH80 tới đường DH85 đã được cải tạo và mở rộng từ tháng 8 năm 2022. Gần 150 hộ dân tại thôn Phạm Xá đã hiến khoảng 12.000 m2, trong đó đất thổ cư là 4.500 m2, đất nông nghiệp là gần 7.500 m2. Các gia đình hiến nhiều là ông Nguyễn Văn Tỉnh khoảng 400 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng 100 m2 đất thổ cư. Ông Tỉnh còn tự nguyện phá tường bao trị giá gần 150 triệu đồng để mở rộng đường. Có được kết quả trên là sự đồng thuận của người dân thôn Phạm Xá và chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Xã Minh Tiến đã bắt tay ngay vào cái việc là xây dựng các kế hoạch và triển khai các cuộc vận động là toàn dân là tham gia là hiến đất, thuận tiện cho cái việc giải phóng mặt bằng.